Đây, hôm nay máy tính về cho các bác nhé. Cứ ấy đi. Chú không muốn lên sóng thì anh sẽ không cho lên chú lên sóng, chứ không phải lo. Chứ không phải lo, chú phải cất cái thớt của chú đi thôi. Nè, hàng đang lắp cho bác. Các bác đợi em nhé. Bác đợi em trả hàng cho bác. Rất cảm ơn các bác ạ. Thật ra là hàng nó quá chất lượng nên là không kịp trả hàng cho bác. Những đơn nào nợ thì hôm nay trả tiếp nhé. Này, sẽ về cho bác hết. Đôi 4, 6, 8, 10. 2, 10 nữa này. 10. Được 30. Gần 30 em. Này, sẽ trả hết cho các bác luôn. Cấu hình thì các bác đã thường xuyên nắm được rồi ạ. Em giới thiệu cho các bác rồi. Cấu hình của dòng này đó là màn hình 25.5 21.5 inch. Màn hình 21.5, chip Core i5 đầu 6 bác nhá. 6500 RAM 8 GB, ổ cứng 250 GB. Đấy. Và đặc biệt là dòng này thì tất cả đều chuyển dữ liệu bằng tốc độ cao hết, 4 cổng USB tốc độ cao này. Cổng tai nghe này, cổng micro USB này, cổng thẻ nhớ này. Ngoài ra thì bên này là khay đĩa này. Tất cả nhá. Ngày trước là một cái bộ máy tính nó có một cái hộp cây bên cạnh, nhưng mà cái hộp cây bây giờ họ tích hợp hết trong này rồi. Đây là bộ HP hàng bãi đấy. Về cổng đây ạ, đây 4 cổng USB nữa, nhìn chưa, toàn cổng USB tốc độ cao thôi, cổng mạng LAN và cổng trên này là HDMI đấy. Các bác có thể di chuyển chiều cao này, cái này lên xuống này, lên xuống tùy theo chiều cao các cháu học sinh hay mình học, người nào cao người nào thấp tùy. Đấy, có thể di chuyển. Được chưa? Cái cá ở dưới em khóa cho chắc rồi nhé. Con nào mà trượt cá là nó sẽ bị úp màn, hỏng mất cái màn đấy. Ngoài ra thì có camera này, mic, micro, mic ở đây luôn. Bác ra lệnh giọng nói đọc hết ở đây luôn ạ. Lệnh giọng nói ở đây hết. Phía dưới này tất cả là loa, một dải loa luôn. Tất cả dải loa ở đây. Loa con này em đã giới thiệu cho bác rồi, test rất là hay. Đấy. Bộ này có mức giá là 5.900.000. Đấy, đây là một chiếc máy tính luôn, một chiếc máy tính đấy ạ. Một chiếc này có mức giá là 5.900.000. 5.900.000 một chiếc máy tính này cho bác. Dòng này thì báo cáo bác là bao màn hình nét, sắc nét, không hại mắt. Không hại mắt. Đấy. Chắc chắn là không hại mắt rồi nha. Cái chuẩn nhất của nó là không hại mắt. Màn hình nó dịu rất là tốt, nó không có bị chói lóa đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với anh Tuấn. Đấy, nhiều nhau tất. Hôm nay trả hàng cho bác nhé. Ngày nay em trả hàng cho bác hết luôn. Đấy. Ngày nay em sẽ trả cho bác. Đang lắp dần thì trả cho bác lại, lắp dần trước khi trả thì bên em phải test thì kiểm tra hết rồi. Chào các bạn. Vâng, hôm nay em tiếp tục về nồi cơm điện cho bác đấy. Báo cáo các bác là em đang nợ hai chiếc thì có hai đơn đấy của bác thì em bác đã đặt cọc rồi, em Tuấn nợ thì hôm nay em sẽ trả nhé. Nợ hai đơn vậy là nó chỉ còn có 3 chiếc với lại một chiếc 1 lít này. Đây là những mã nồi đến từ đất nước Nhật Bản, hàng còn nguyên thùng xốp, chưa dùng một lần nào, hàng mới nguyên thùng xốp luôn. Hàng Jisohi. Con này bác chú ý hộ em nhé. Con này là VH18 chứ không phải VH10 bác nhé. VH10 khác bác nhé. Đây là đời cao VH18, tất cả còn nguyên thùng xốp, chưa một lần nào nấu, còn nguyên cốc nguyên thìa, tóm lại là hàng mới tươi. Nguyên thùng xốp từ Nhật Bản về, hàng xịn từ Nhật Bản về. Mức giá đợt này báo cáo bác là lấy theo lô, mấy anh em cùng chung nhau đợt này lô, lần trước lấy lô nó ít đấy, nếu khác đợt này lô nó nhiều, có nghĩa là lô đấy là về họ phân lô, họ cứ giả dần cho mình đấy, nên là lấy nhiều hơn, số lượng nhiều hơn thì các bác đã rẻ hơn được 300.000 một chiếc. So với trước là các bác đã rẻ được hơn 300.000 một chiếc rồi. Những bác nào lấy tuần trước, trước nữa mấy tuần thì các bác thông cảm, những thời điểm đấy
Những chiếc nồi với có mức giá là 1,8 lít này, nấu từ 6 đến 8 người ăn nhé. Lượng người ăn từ 6 đến 8 người thì có mức giá là trước là 6,9 triệu, bây giờ rẻ được 300 nữa bác, còn 6,6 triệu bác nhé, còn 6,6 triệu. Còn đối với lại mức cái chiếc nồi mà 1 lít này này, trước là 5,9 triệu, bây giờ các bác được giảm 300 nữa còn 5,6 triệu nhé. Một cái là 6,9 thì còn 6,6, một cái là 5,9 thì còn 5,6, đã rẻ được 300.000 một chiếc rồi, hàng nguyên thùng xốp. Và thêm lại đây, về được thêm một chiếc đây. Tuần trước thì có Sanier đấy, hôm nay về được thêm một chiếc Sanier nữa đi cùng. Ở đây là bếp từ Sanier, dòng này các bác bếp từ của Nhật nhé. Bác có thể nấu nồi đường kính lên đến 30, hơn 30. Đấy, dòng này có em đã có bản test clip trước, ngày trước cũng có rồi đấy. Hôm nay về thêm một con. Con này thì rẻ hơn với con trước được gần 200.000. Để cho bác mức giá là 1,5 triệu nhé, 1,5 triệu một chiếc. Con này chạy điện 100V này, điện 100V. Đó. Hàng phải nói luôn là đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc cho bác. Quạt màu trắng mà còn quạt như thế này thì bác biết là nồi hấu bếp hầu như chưa dùng. Con Sanier dây, dòng này dây thì rất là bền. Đó. Sanier các bác nhé, 1,5 triệu chiếc Sanier này. Dòng này nấu nhanh lắm. Nói chung hôm trước có mấy con bán hết. Cũng lô này, mã như này. Em đã có bán mã này rồi nên em không giới thiệu nữa, bởi vì là em bán rồi mà. Có bác thích, các bác không thích dòng này thì các bác nào biết chơi dòng Sanier này rồi, rất là bền, bền, nói chung là bền, an toàn, không lỗi vạch. Thì sau đây em Tuấn sẽ vào đôi 4, 5 cái mã này là đều là nồi 1,8 lít, đều nồi 1,8 lít bác nhé. Đây, nó đều là nồi 1,8 lít, báo cáo bác là nồi nguyên thùng xốp, chưa em nhắc nguyên thùng xốp cho bác chưa, đều 1,8 lít, nhưng là cái nào cũng như cái nào đấy. Thì các bác ạ, đây muôi của nó đây. Muôi của nó cũng là muôi zin theo nồi luôn nhá. Cũng Jisohi luôn, Jisohi. Muôi cũng zin theo nồi luôn ạ. Đấy, các nhìn này. Đây, zin theo nồi hết ạ. Sách hướng dẫn này nấu rồi trong này. Đấy, em nhắc cho bác. Nhắc cho bác nhá. Cái nào cũng vậy đấy chị ạ. Bác nhớ hộ em nhá, model là VH18 nhá. Đây. Nó gọi là thùng nồi chưa nấu một lần nào nhá. Chưa một lần nào nấu. Nồi mới nguyên hộp luôn. 6,6 triệu bác nhá. So với trước các bác là rẻ được hơn 300.000. 6,6 triệu ạ. Nồi chưa một lần nào nấu, ca cốc còn nguyên. Đấy. Cái nào cũng như vậy. Nhấc nhanh cho bác nhìn lượt. Bác thích. Cái nào cũng vậy các bác ạ. Như nhau tất, được chưa ạ? Đây, như nhau hết. Toàn nguyên thùng luôn. Nguyên hộp hết. Đây. Cứ nhấc hẳn ra cho bác thích luôn. Đấy, nhấc lên cho bác thích. Một màu thôi nhá. Màu này nó rất là sạch sang. Muôi theo đây, muôi theo của nó hết. Sạch sang, đều như nhau tất đấy. Đấy. Nhiều hết. Ok chưa? Con này cũng vậy. Và con này ba cũng con này vậy, mà con cuối cùng này là con này màu cũng vậy, nhưng mà nó là dòng nồi 1 lít. Dòng này thì tầm 3 đến 5 người ăn. Còn nồi kia là 6 đến 8 người ăn. Nồi này chỉ tầm 3 đến 5 người ăn nhé. Với lượng bây giờ thì nó 6 người ăn được, người ăn bây giờ ăn rất ít hơn ngày xưa. Còn nồi cơm Nhật thì nổi tiếng rồi, thế ạ. Đấy. Loại này là loại 1 lít. Thì dòng này thì tầm 3 đến 5 người ăn. Đấy. Nồi mới tinh. Dòng này là 5,6 triệu, trước là 5,9 triệu, bây giờ còn 5,6 triệu. Không, tôi phải nói rõ thế cho các bác thoải mái. 5,6 triệu. Nồi chưa một lần dùng. 5,6 triệu này. Đấy. Còn dòng này là 6,6 triệu. Trước 6,9 giờ còn 6,6. Nguyên thùng xốp. Đây. Em thích thì các bác thích em bóc dần cho bác xem. Không phải bà con nọ khác con kia khác nhé. Nó đều là hàng mới nguyên hộp. Báo cáo các bác là một cái nồi này nó mấy cân. Riêng tiền cước cái nồi này nó hết là 1 triệu rồi. Bởi vì cước đường đi, cước máy bay bây giờ nó gần 300.000 một cân. Gần 300.000 một cân từ Nhật về đây. Gần 300.000 một cân. Đấy, nhìn này. Đây, vẫn hai cốc trong này. Vẫn là mã đấy. Tất cả nồi chưa nấu lần nào. Gần bây giờ gần 300.000 một cân một cái nồi này, bác bảo cả cái thùng này nữa. Bác biết là mấy cân không? Để em xem, em đọc được nó ghi chỗ này bao nhiêu kg. Đây nhá, nồi có ghi 1,8 lít luôn nhá. Để em xem nó ghi bao nhiêu kg bác biết. Còn 1,8 lít này. Suzy nhá, dập tan hết.
Em xem là cái thùng này tổng trọng lượng là không biết nó sẽ báo ở đâu ấy. Nó sẽ báo bao nhiêu cân ra ngay. Thì bác sẽ tính cho bác sẽ tính giá cước luôn mà. Giá cước luôn. Bây giờ có rẻ cũng phải 260 đến 280 một cân. 26 280 một cân. Đấy. Bắt đầu em chút nhá, đem ra cân. Đây bác nhá, cái cân này này. Cái cân này là cân hơn 5 cân nó kịch nhá. Mà tay em phải giữ này, em phải xách lên. Có nghĩa là cái nồi này nó phải hơn 6 cân, em thả tay xuống này. Nó quá đấy. Đấy, nó kịch mất kim này. Bác nhìn này. Nó kịch với kim, kim không chạy nữa. Thì cái nồi này nó phải 6-7 cân. Thì các bác biết là 6-7 cân bây giờ mà cứ tính nhá. Cứ tính hơn 200.000. Hơn 200.000 một cân tiền cước từ máy bay từ Nhật về. Thế bác tính xem, cái nồi này nó hết mất tầm 7-2-14 nữa. Riêng tiền cước vận chuyển nó đã hết. Đối với cái nồi này nó đã hết tầm 1,5 triệu đến 1,6 triệu trở lên rồi. Nguyên tiền cước. Các bác cứ gõ vào Google bác xem. Xem tiền cước vận chuyển từ Nhật về bao tiền một cân ra luôn. Nên là những mức giá này báo cáo các bác là hàng đã được từ bên ấy về đây nó cũng không đơn giản. Không đơn giản. Những mức giá này là quá mềm cho bác rồi. Cực kỳ mềm rồi. Phải nói là quá rẻ cho bác này. Bác tính là nguyên một cái nồi như thế này đã mất gần 2 triệu tiền cước. Chưa có cái gì cả. Chưa được sử dụng. Chỉ có cước không ấy. Đấy. Đây. Bác nốt rồi cho các bác cho thích. Tất cả đều hàng nha. Chuyển luôn. Nên là báo cáo các bác là những chiếc nồi này bác về bác mua bác tặng. Dòng này làm quà biếu mua tặng thì quá quá tuyệt vời rồi. Đúng không? Đấy, đứng chưa bác?